sư cho con hỏi rất nhiều vì giảng sư vì sao sư lại chọn chia sẻ lên channel youtube của mình các bài giảng của sư giác nguyên có phải vì sư thích phong cách của sư giác nguyên hay vì sư ấy có gì đặc biệt à, sẵn thì sư nói luôn à, là bây giờ đó nó có một vài cái trang một vài trang một vài trang web mang tiếng là phật giáo nguyên thủy À, hoặc là Theravada đá à, việc có à, tay có nhưng mà không có trang nào mà vừa ý của sư à, chỉ có ví dụ như à, có những trang thì làm rất là tốt à, ví dụ như trang Sutasencho thì à, làm cái chuyện là tổng hợp tất cả các cái kinh tạng à, tất cả các bản dịch thì làm rất là tốt nhưng mà chỉ như vậy không thôi thì à, nó đã xong cái bổn phận của trang đó rồi nhưng mà với sư thì uh, như vậy thì vẫn muốn hơn nữa hoặc là có những trang uh, tổng hợp uh, những bài giảng uh, của những vị giảng sư uh, nhưng mà theo sở thích của những người lập ra cái trang đó nó dẫn đến những chuyện á, mà những vị giảng sư á, mà sư thấy là uh, nên học nên có những cái lớp giáo lý nên có thì trên những trang đó sẽ không thấy mà mình nói thì mình là cái gì mà mình nói ờ, rồi chưa kể là có những cái vị mà mình nghĩ là tốt nhất không nên xuất hiện mà họ vẫn đăng lên ờ, tại vì sao rồi có những cái bài có những bài mà không có đúng chánh pháp thì họ vẫn đăng lên tức là nó là một cái mớ hổ lốn nó hổ lốn nó cũng kỳ tức là cũng có đồ ăn ngon cũng có đồ ăn dở cũng có đồ ăn thiêu nhưng mà cái, cái vấn đề là nó trộn lẫn vào nhau như vậy thì người ta biết được cái chỗ nào là đồ ăn ngon chỗ nào là đồ ăn thiêu tức là một trang web họ làm và ngay cả cái kênh youtube họ làm nó theo cái ý chí của cá nhân những con người tạo nên cái trang web hoặc là kênh youtube đó tức là cái gì họ nghĩ uh, là họ thích đăng thì họ đăng thôi nó phù hợp với tiêu chí của họ và cái tiêu chí của họ thì đương nhiên có khi nó không phù hợp với tiêu chí của sư uh, và tiêu chí của sư thì sư có tiêu chí riêng tức là sư ưu tiên đăng những lớp giáo lý uh, trong kinh tạng ví dụ như trường bộ trung bộ tương ưng tăng chi để ưu tiên đăng những lớp giáo lý như vậy à, và đương nhiên là sẽ có một vài à, vị giảng sư mà sư tin tưởng thì sư cũng sẽ đăng sư cũng sẽ đăng đương nhiên là nó cũng thuộc về cái quan điểm của sư thuộc về quan điểm của sư à, ví dụ như à, sư sẽ tránh đăng những bài của ghi tên của ngã tranh cha nếu như sư không sư không có tận tay mà sư kiểm duyệt nội dung bởi vì quý vị biết là ngã tranh cha đó ngài là người thái và ngài không có giảng bằng tiếng anh cho nên những bản dịch của Ngài đó là do sau này là người ta dịch lại, dịch lại từ cái những cái bài giảng của Ngài người ta dịch qua tiếng Anh. Rồi có những vị họ đem các bản tiếng Anh đó họ dịch qua tiếng Việt. Cái chuyện động trời là như thế này. Cái người dịch á, họ không tôn trọng sự nguyên vẹn của nguyên tác. Chứ không nói là tất cả, nhưng rất là nhiều họ cố tình thêm vào những cái quan điểm cá nhân của họ mà phải chia quan điểm đó mà đúng chánh pháp sư không nói bởi vì nếu quan điểm đó chúng đúng chánh pháp thì sư không nhận ra cái vấn đề là những quan điểm đó lại là những quan điểm tà kiến thành ra sư nghe sư chân hửng ủa cha ngài sẽ không có quan điểm như thế này ngài sẽ không có cách dùng từ gây hiểu lầm như thế này như vậy và khi mà xem lại cái bản gốc tiếng Anh ấy, thì rõ ràng là người dịch tự thêm vào từ đó trở đi là những cái những cái video mà mang tên là của chan cha phải xét lại hết phải xét lại hết ờ, thành thử là sư sẽ tránh sư sẽ tránh rồi uh, như sư nói sư có cái tôn chỉ và cái tiêu chí riêng à, và trước đó trong đó sư sẽ ưu tiên những lớp kinh tạng lớp kinh tạng thì có rất là nhiều và những lớp kinh tạng nào mà sư tin tưởng thì uh, sư sẽ đưa lên À, trong đó là có ngày giác nguyên cái vấn đề như thế này khả năng một mình sư là có giới hạn thành ra dạo gần đây là sư có nhờ một vài vị hỗ trợ giúp đỡ mỗi một vị thì sẽ có cái trách nhiệm riêng nhưng mà không quá nhiều bởi vì quá nhiều á mình không có quản lý được sư lại không có người quản lý ờ đấy thành ra là nó có người giúp đỡ nhưng mà chỉ trong số lượng một vài người thôi và như vậy đó mỗi một người sẽ có trách nhiệm riêng và do cái số người nói gì thì nói nó cũng có giới hạn cho nên phải tải lên tuần tự ừ, phải làm tuần tự thôi ờ, ban đầu là sẽ có ngày giác nguyên ờ, sau đó thì sẽ có những ngày khác có những vị khác có những lớp giáo lý khác À, sư sẽ đưa lên nữa nhưng mà cái gì nó cũng phải có từ từ hiện tại bây giờ thì sư đang làm cái danh sách uh, lớp tương ưng của sư giác nguyên nhưng mà sau này đó, thì sẽ còn những cái lớp khác nữa nhưng cho nên quý vị nghĩ là uh, sư có cái sự ưu tiên ưu ái đối với người giác nguyên thì có lẽ đúng một phần nhưng mà nó không phải là tất cả bởi vì sau này sẽ còn những vị khác nữa và còn những cái lớp giáo lý khác những cái danh sách pháp khác mà sư đưa lên mà nó đương nhiên là nó phải phù hợp với cái tiêu chí của sư đấy ờ, nói để cho quý vị hiểu ừ. ờ, quý vị làm sư, sư nhớ quý vị làm sư nhớ ừ. ờ, trong nhà của hai anh em nhà hai anh em ờ, Nhỏ nhỏ gái thổng tính nhà có hai thằng trai ờ, Thư sư thì sư nghĩ là ba bố mẹ đó thương 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 thằng em hơn là thương mình bởi vì nghĩ lúc nào cũng ưu tiên cho nó hết nó sống gần bố mẹ nó còn mình ở xa nó sống gần bố mẹ lúc nào cũng nghĩ cũng nói chuyện cũng lo cho nó còn nó đó, thằng em á thì nghĩ lúc nào bố mẹ cũng thương thằng anh hơn thậm <laughs> chí nói lúc nào cũng nghĩ anh trí anh trí anh trí anh trí anh đấy còn thực tế đó thực tế thì uh, bố mẹ thương ai hơn thì mình không biết nhưng mà cái vấn đề là hai thằng á thằng nào cũng nghĩ là bố mẹ thương kia hơn à, cái này cũng vậy thôi sư sẽ đưa sư sẽ đưa những cái vị tuần tự sư sẽ đưa những cái lớp giáo lý khác ví dụ như uh, lớp uh, trung bộ của sư giác nguyên có lớp trung bộ của sư thiền hảo có uh, lớp trung bộ của uh, thậm chí sau này của chùa siêu lý cũng có thì um, từ từ nó sẽ có um, nhưng mà cái gì cũng, cũng vậy ha à, cái gì cũng vậy cũng cần có thời gian mà quý vị có thể nghĩ là sư ưu ái người này hơn ưu ái người kia hơn thì nó cũng kẹt cho sư tại vì uh, mỗi người một ý mà mỗi người một ý mà sư thì uh, sư cũng tính cũng tính làm một cái trang web để cũng theo tiêu chí của sư ví dụ như là những cái lớp giáo lý thì sẽ đưa lên trên đó rồi những cái quyển kinh những cái quyển sách mà sư thấy là nó hay nó là cần thiết thì sư cũng đưa vào đó đương nhiên nó có sẽ có chọn lọc chứ không phải là đưa cứ đưa lên kiểu cái mớ hổ lốn như là một số nơi Uh, cái chỗ mà khen phật thì họ cũng đưa còn cái chỗ chửi phật thì họ cũng đưa uh, rồi nó, cái đúng chánh pháp thì họ cũng đưa mà cái thứ mà tà pháp thì họ cũng đưa rồi thì người ta thì cứ ăn cái mớ hổ lốn đó, đó rồi người ta không biết được đâu là đúng đâu là sai thì nó kẹt uh, nhưng mà cái vấn đề là một lần nữa không có người Sư ngại cái chỗ uh, nó nó kỳ rất là ngại cái chuyện tình nguyện viên bởi vì cái xin thưa thuê á thì mình cũng không có khả năng hơn nữa có nhiều người thuê thì họ cũng không có không có nhận tiền Nhưng cái vấn đề là một khi họ không có nhận tiền á họ làm tùy hỷ thế nói kiểu mình họ làm tùy hỷ tức là mình cũng không có một cái gì để mình ràng buộc nghĩa là tôi vui thì tôi làm tôi tôi buồn tôi nghĩ và do tôi cũng không có nhận lợi ích gì từ sư cho nên là sư không có quyền đốc thúc tôi ờ, thành ra là chừng nào tôi làm xong là chuyện của tôi và thậm chí là ngay cái một số trường hợp là sư không có quyền góp ý nữa cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó, thành ra nó cũng rất là kẹt à, và sư thì có nhiều khi nghĩ là thôi thì mình cứ làm một ông sư thôi, mình cứ lo mình tu thôi, còn ba cái chuyện đó thì để cho người chuyên nghiệp họ làm, thành thử cái ý tưởng chỉ là ý tưởng thôi, và bây giờ thì sư chỉ mới có làm một chuyện đó là làm một vài cái danh sách phát theo ý của sư nhưng mà nó chỉ mới bắt đầu